Xin chào anh em. Đây là một cái cây T10. Đây là một cây T10 khách của mình đặt nhé. Cái cây này thì có màu đỏ lâu. Này, đây là giấy của nhà sản xuất. Cây này dài 103 cm, thép T10. Hơi tối một chút anh em ạ. Thật sự anh em là hơi tối, rất khó để nhìn. Anh em đợi một chút nữa. Thật sự anh em là rất là tối. Tối quá anh em ạ. Tối quá, khó nhìn quá. Đó. Thì đại loại cây này thì cũng như các cái cây T10 khác. Đó. Thì cũng là vân Harmon đất lung. Chiều dài 103 cm, nặng là khoảng 1,3, nặng là 1,3 kg. Đó. Đây cái phần chắn lưỡi của nó. Đây phần chắn lưỡi của nó nha anh em nhé. Hàng thì vẫn là hàng hai chút tre. Mình xin nói thêm nhé, cái phần da đây vẫn là giả da nhé. Đây cái phần da đỏ này vẫn là giả da nhé, chứ không phải là da cá đuối. Đó. Thì vì một cái lý do khách quan là khách của mình không có nhận được hàng. Đó, thì mình bỏ cây này ra mình bán. Thì cây này hiện tại bây giờ mình đang bán với giá là 4,8 triệu anh em nhé. Mình đang bán với giá là 4,8 triệu. Đặc biệt là cây này là có cái dây đeo, có dây đeo đó, có giấy của nhà sản xuất, có dầu ở dưỡng, có kệ. Đây là cái kệ anh em nhé. Đó, và mình sẽ kèm cho anh em một cái nữa là cái túi gấm. Đó, có hộp hết các túi đồng hoàn, gần như là đầy đủ 4,8 triệu. Đó. Còn anh em lấy cái hàng này, miền Bắc thì nhận hàng thanh toán và miền Nam là chuyển khoản trước 100%. Đấy, và mình gửi hàng sau. Anh em nhận hàng sau. Đấy, mình cứ nói rõ cách giao dịch. Anh em nhé. Đấy, có gì anh em mua hàng thì liên hệ mình. Rồi, xin chào tất cả anh em.